Ok, hello, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúng em một buổi xem video vui vẻ lắm rồi. Ở clip này thì Khải hôm qua có xem video OLED Sandbox được á. Cái áo áo khá là đẹp. Thì Khải cũng bị em OLED lúc đó liền luôn, Khải xúc ngay cái áo liền lắm rồi. Trong OLED rao bán 10 kim nhưng mà chỗ anh em OLED bán Khải 5 kim. Anh em cùng xem cái áo nha. Trong áo dán sẽ vào, nói chung là được móc phục hồi 40, thời gian chống động 40 và sinh lực nội lực. Nói chung là tầm này thì mang chủ yếu là cái độ đẹp trai là chủ yếu nè. Sau khi mà nghe thông tin là bán Khải 5 kim nè, bán Khải 5 kim thì có người đòi bị em mua lại OLED 8 kim, nhưng mà OLED hứa bán Khải rồi nên là OLED không bán người khác được. Là cái gì anh em nào mà mua sâu thì thông cảm nha nè. Nói chung chỗ anh em là OLED cũng bán cho nhanh, bán cho Khải nhanh rồi. Nói chung cái này 5 kim thì đó là giá của Khải với OLED bán cho Khải thôi. Còn nếu sự tình phải ít nhất phải 8 kim đến 10 kim lận nè. Chúng OLED bán rẻ, áo này cũng rất ok, mang cái đẹp trai nè. Rồi ok, lên đảo luôn nè mày. Chung là bữa giờ cũng đợi cái áo này khá lâu rồi. Chung là áo này mang tầm này nó đẹp nè, đẹp trai. Với lại nó được hiệu ứng chúng đọc 40 là vừa đẹp móc 40 là được rồi. Chung cũng cái áo này nó thua cái áo Khải khá là nhiều. Áo Khải sinh lực 130 lận nè. Đó, nhưng mà được cái là cái độ đẹp trai của áo kia, áo này nó xấu quá. Áo này xấu quá, anh em nhìn nè, 40 không bằng 9 sinh lực rất là đẹp. Thời gian chúng đọc thì nói chung tầm này thì không cần thời gian đọc rồi. Chung là có nó đẹp thôi em, 40 thì đẹp thôi. Nói chung là áo này nhìn chủ yếu là cái độ đẹp trai thôi. Còn độ kháng thì cũng kháng banh 10 thì cũng chưa ăn thua lắm. Đó, sinh lực là 84 rồi. Còn cái này sinh lực 130. Mang cái áo này vào cũng khá là tiếc, tại vì phải mất thêm một bộ tinh hồng nữa em. Mới mua bộ tinh hồng này kim mấy, gần 2 kim nữa. Chung là mang áo này vào thì chủ yếu là độ đẹp trai là đầu tiên thôi. Chung là thích là vậy thôi. Còn áo này là bán lại mấy kim thôi. Áo này lúc trước Khải mua 3 kim. Đó. Rồi lên đảo thôi. Lên đảo thôi anh em. Anh em xem video thì ủng hộ một like nha anh em. Nói chung là cũng muốn cho anh em xem cái mức độ đẹp trai thôi. Cũng không có gì khác thường cả. Đó. Cái này tăng chí mạng. Chí mạng 50. Ok lên đảo nha anh em ơi. Không có gì thay đổi. À từ từ đã. Để ta Khải tăng kiểu này đi. Khải mua lần 3 thì tinh đi. Khải lên đảo luôn nha anh em.